Chào mừng tất cả các bé đến với Chơi mà học. Hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về các loại cây lương thực trên hành tinh của chúng ta nhé. Cây lương thực, bé có biết loại nào không nhỉ? Đầu tiên đó chính là lúa nước. Lúa nước là một trong các loại cây lương thực chính của thế giới, cung cấp hơn 1/5 lượng calo tiêu thụ bởi con người chúng ta đấy nhé. Loại cây lương thực thứ hai đó chính là ngô, hay chúng ta còn hay gọi là bắp đấy các em à. Ngô là một loại ngũ cốc quan trọng trên thế giới, đứng thứ ba sau lúa mì và lúa gạo. Sản lượng ngô xuất khẩu trên thế giới trung bình hàng năm từ 82,6 đến 86,7 triệu tấn. Loại cây lương thực thứ ba được nhắc đến đó chính là khoai tây. Khoai tây là loại cây trồng phổ biến thứ tư về mặt sản lượng tươi, xếp sau lúa mì, lúa và ngô. Khoai tây có nguồn gốc từ Peru đấy các em. Loại cây lương thực tiếp theo đó chính là lúa mì. Lúa mì là thực phẩm quan trọng cho loài người. Sản lượng của nó chỉ đứng sau ngô và lúa gạo trong số các loài cây lương thực. Loại là cây lương thực, bé biết được những loại nào rồi? Chúng ta đến với loại tiếp theo nào. Đó chính là sắn đấy nhé. Sắn là cây lương thực ăn củ hàng năm, và Thái Lan chính là nước xuất khẩu sắn lớn nhất thế giới, chiếm hơn 85% sản lượng sắn xuất khẩu toàn thế giới. Kế đến là Indonesia và Việt Nam của chúng ta. Loại cây lương thực tiếp theo đó chính là khoai lang. Khoai lang là một loài cây nông nghiệp với các rễ củ lớn, chứa nhiều tinh bột, có vị ngọt. Nó là một nguồn cung cấp rau ăn củ quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Loại cây lương thực tiếp theo đó chính là cao lương. Cây cao lương hay còn gọi là lúa miến là một trong những loại cây ngũ cốc quan trọng nhất thế giới. Cao lương là cây lương thực chủ yếu ở châu Á, châu Phi và được sử dụng khắp thế giới, chủ yếu để nuôi các loại gia cầm và gia súc. Loại cây lương thực tiếp theo đó chính là hạt kê. Kê là tên gọi chung để chỉ một vài loại ngũ cốc có thân cỏ giống lúa, hạt nhỏ. Thoạt nhìn thì tương tự cỏ lồng vực, nhưng hạt to và mẩy hơn. Hạt kê làm lương thực như gạo cho người ăn, hoặc là cho chim chóc đấy các bé à. Loại cây lương thực được nhắc đến cuối cùng đó chính là đại mạch. Đại mạch là một loại cây lương thực được trồng để sản xuất mạch nha và nuôi chủ yếu là gia cầm, gia súc tại các khu vực quá lạnh hay đất quá nghèo dinh dưỡng. Hy vọng qua video này, các bé đã nhận biết được tất cả các loại cây lương thực chủ yếu trên thế giới của chúng ta nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bé ở video Chơi mà học tiếp theo. Đừng quên like, theo dõi và chia sẻ để nhận được những video mới nhất nhé.